uống rượu với một lượng nhỏ rượu chẳng hạn như ít hơn một đơn vị tương đương với nửa cốc bia có liên quan đến việc giảm khối lượng não và suy giảm nhận thức. Nghiên cứu tương ứng đã được các nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania công bố trên tạp chí Nature. Từ lâu, các nhà nghiên cứu đã biết rằng uống nhiều rượu có liên quan đến nhiều vấn đề thần kinh, bao gồm teo não và mất tế bào thần kinh. Tuy nhiên, các nghiên cứu vẫn chưa đưa ra kết luận về tác động của việc uống rượu từ mức độ nhẹ đến vừa phải đối với não. Để giải quyết lỗ hổng này trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đằng sau nghiên cứu này đã phân tích dữ liệu từ ngân hàng Biobank của Vương quốc Anh. Dữ liệu mà họ nghiên cứu bao gồm 36.678 người tham gia trong độ tuổi từ 40 đến 69 và là bộ sưu tập lớn nhất hiện có về quét não MRI chất lượng cao, các hành vi liên quan đến rượu và các phép đo về môi trường kinh tế xã hội. Những người tham gia là người gốc châu Âu và cho biết mức tiêu thụ rượu từ 1 tháng 2 đơn vị rượu mỗi ngày được coi là mức tiêu thụ thấp đến hơn 4 mỗi ngày được coi là mức tiêu thụ cao. Gideon Nep, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết, có bộ dữ liệu này giống như có một kính hiển vi hoặc một kính viễn vọng với thấu kính mạnh hơn. Bạn có được độ phân giải tốt hơn và bắt đầu nhìn thấy các mẫu và liên kết mà trước đây bạn không thể. Sau khi phân tích kết quả, các nhà nghiên cứu ghi nhận mối quan hệ tiêu cực giữa lượng cồn và các chỉ số chất xám và trắng trên não. Chất xám là nơi thực hiện quá trình xử lý của não, trong khi chất trắng là nơi chứa các kênh liên lạc. Các nhà nghiên cứu lưu ý thêm rằng mối quan hệ này trở nên bền chặt hơn khi có nhiều đơn vị rượu được tiêu thụ mỗi ngày. Uống càng nhiều rượu, lượng não bị mất đi càng lớn. Trong khi rượu ảnh hưởng tiêu cực đến 90% khối lượng chất xám của não, các nhà nghiên cứu đã viết rằng một số khu vực bị ảnh hưởng nhiều hơn những khu vực khác, bao gồm cả vỏ não trước, quan trọng để lập kế hoạch phản ứng hành vi thích hợp với các kích thích bên ngoài và bên trong, thùy đỉnh chịu trách nhiệm xử lý cảm giác thông tin từ cơ thể, và các cortices bên trong chịu trách nhiệm xử lý cảm giác, ra quyết định và kiểm soát vận động. Họ cũng lưu ý rằng thân não, cơ quan điều chỉnh các chức năng tự động của cơ thể, bộ phận liên quan đến việc học và kiểm soát vận động đồng bộ với chức năng ngôn ngữ và chứng nghiện, và hạch hạnh nhân hệ thống cốt lõi để xử lý các kích thích sợ hãi và đe dọa cũng bị ảnh hưởng tiêu cực. Henry Granzler, người chỉ đạo trung tâm nghiên cứu nghiện Penn, cho biết, những phát hiện này trái ngược với các hướng dẫn của chính phủ và khoa học về giới hạn uống an toàn. Ví dụ, mặc dù Viện Quốc gia về lạm dụng rượu và nghiện rượu khuyến cáo phụ nữ nên tiêu thụ trung bình không quá 1 ly mỗi ngày, giới hạn khuyến nghị cho nam giới là gấp đôi. Một lượng vượt quá mức tiêu thụ liên quan đến việc giảm trí não trong nghiên cứu. Ông kết luận, những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.